Hello mọi người. Bây giờ là 11 giờ 30 phút rồi. Phát đang trên đường về An Giang để ngày mai làm lễ trao học bổng cho các em ở dưới này. Sẽ là 30 suất học bổng cho các em khối cấp 3, 10, 11 và 12. Phát rất là vui. Sau khi 2 năm Phát lập ra cái học bổng này thì tới giờ vẫn duy trì được hoạt động của nó. Thứ nhất là cho các em có chỗ dựa về tinh thần nè. Thứ hai là giúp cho các em có một khoản kinh tế để mà trang trải cái việc chi phí học hành. Và bây giờ sẽ lái về An Giang, ngủ thật là ngon để mà lấy sức ngày mai phát học bổng cho các em cho nó ngon lành. Let's go. Ở An Giang thì cảnh đẹp vô cùng, đồng ruộng có nè, núi non có nè, và đặc biệt là ẩm thực thì vô cùng phong phú. Ở An Giang nổi tiếng nhất là kính thưa các loại mắm, mắm cá linh, cá chốt, cá sặc, nói chung mắm nào cũng ngon. Và đặc biệt đó chính là bánh xèo ăn kèm với rau rừng chấm nước mắm nữa thì hỏi ơi, quên cái nhiệm vụ là về để phát học bổng luôn đó. Thôi, quay trở lại với nhiệm vụ chính thì Phát đã đến với trường trung học phổ thông Bình Mỹ, nơi mà học bổng Mầm Xanh sẽ trao tặng những phần quà đến với các em ở đây. Võ Tấn Phát sẽ lên có đôi lời phát biểu cũng như động viên các em học sinh tiếp tục nhận học bổng và tiếp tục tiếp bước được đến trường. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Võ Tấn Phát. Và mỗi lần về thì được thầy cô ở nơi đây tiếp đón rất là chu đáo. Thầy cô tổ chức hẳn một buổi trao lễ học bổng rất là chỉnh chu và tươm tất. Xin lỗi đến quý thầy cô cũng như là ban giám hiệu nhà trường cùng tất toàn thể các bạn học sinh. Tại vì xuống đây hồi hôm là cũng khoảng 2 giờ sáng, hơi trễ xíu, cũng bị lạc đường nữa. Tìm khách sạn chỗ nghỉ hoài không có ra, tại vì hình như là đang lễ vía bà hay sao á. Đông quá trời đông luôn, nhà nghỉ khách sạn nào cũng hết phòng hết trơn á. Cho nên là cứ tìm hoài, tới khoảng 2 giờ mấy sáng mới có được cái nhà nghỉ đó, nó ở tuốt ở ngoài kia lận. Cho nên là sáng nay vô đây hơi trễ xíu, mong mọi người thông cảm. Rất là vui khi mà có mặt ở đây cùng với tất cả mọi người. Em cũng bàn với cô Thắm là tính là mình về ngày Chủ nhật để cho quý thầy cô đỡ cực, tức là mình gom vô một cái phòng đó mình làm kín đáo với nhau thôi cho nó khỏe. Không ngờ thầy cô bày ra làm hội trường thế này. Cảm ơn sự chào đón rất là chu đáo của quý nhà trường. Rất là vui khi được gặp lại những gương mặt cũ mà học bổng Mầm Xanh đã đồng hành trong suốt thời gian qua, chứng tỏ đó là các bạn vẫn luôn giữ một cái tinh thần học tập rất là tốt, mới đủ cái điều kiện để mà cô Thấm cổ tiếp tục hỗ trợ với cái học bổng Mầm Xanh này. Và năm nay thì có những bạn mới ở khối 12 thì Tấn Phát rất là may mắn cũng như rất là vui được đồng hành cùng các bạn. Hy vọng là cái học bổng Mầm Xanh này tuy là cái giá trị kinh tế nó không nhiều nhưng mà sẽ là một phần nào đó giúp cho các bạn có một cái động lực về tinh thần. Thứ hai là phụ trợ một chút xíu về kinh tế để cái chặng đường sắp tới bước vào đại học cao đẳng của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Và hy vọng là với sự hỗ trợ nhỏ nhỏ này đến từ Phát cũng như là học bổng Mầm Xanh thì giúp cho các bạn cố gắng hơn nữa. Không biết là các bạn khối 12 đã sẵn sàng cho cái cuộc thi sắp tới chưa? Đâu khối 12 đâu rồi? Giơ tay đâu mấy bạn khối 12 đâu? Thấy cũng đông lắm nha. Rồi cảm ơn các bạn. Chúc các bạn kỳ thi trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới sẽ đạt điểm số thật là cao và đậu nguyện vọng vào những trường mà mình mong muốn. Còn các bạn khối 10, khối 11 hãy cố gắng học tập thật là tốt. Anh không hứa sẽ đi đồng hành cùng với em tới khoảng thời gian nào nhưng mà bằng hết sức có thể giúp được lúc nào là giúp lúc đó. Và chúc mừng các em đã có được những người thầy, người cô lúc nào cũng quan tâm và theo dõi sao sát tình hình học tập của các em. Một lần nữa xin được cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô Kim Thấm đã là cầu nối cho Phát cùng như các bạn có được cái học bổng Mầm Xanh này. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thế tôi phát biểu hú hồn ghê chưa? Ở đó giờ coi tôi diễn hài, cục xúc rất quen phải không? Giờ nghe những cái lời văn vỡ bay bướm về chắc là cũng lạ lạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng phát học bổng cho các em. Đây là các em khối 10 nè, khối 11 và cuối cùng là khối 12.
Sau khi phát học bổng xong thì Phát nhận được thư cảm ơn từ nhà trường, cũng như là chụp hình lưu niệm cùng với thầy cô và các bạn học sinh. Với học bổng mầm xanh này thì Phát chưa dám vận động hay là kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người. Phát duy trì hoạt động bằng chính tiền túi của mình thôi. Vậy nên đây cũng có thể là những cái điều mà nó không hề lớn lao hay là to tát đối với mọi người. Nhưng với Phát, đây chính là động lực để Phát cố gắng hơn nữa, kiếm thật là nhiều tiền để giúp cho nhiều bạn có điều kiện đến trường hơn nữa. Với số tiền này thì Phát có thể tự thưởng cho mình một món quà giá trị nào đó. Nhưng Phát nghĩ rằng nếu như Phát làm vậy thì chỉ có mình Phát vui thôi. Còn nếu như mình sử dụng số tiền này để mà mình chia sẻ với tất cả mọi người thì sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành với Phát, cũng như là học bổng mầm xanh. Xin chào!